Thưa quý vị, trước thực trạng người dân và du khách cho khỉ ăn, khiến cho khỉ tràn xuống lòng đường, gây chấn thương cho khỉ khi gặp phải tai nạn, thậm chí làm mất đi bản năng sinh tồn của loài khỉ, chỉ muốn chờ trực lấy đồ ăn từ người cho. Chưa kể đã có tình trạng khỉ tấn công con người giành lấy đồ ăn. Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng đã tiếp tục tăng cường các giải pháp ngăn người dân và du khách cho khỉ ăn. Mới đây là triển khai đưa các tình nguyện viên ứng trực tại các điểm trên bán đảo Sơn Trà. Đây là hình ảnh mà chúng tôi ghi lại được tại khu vực Miếu Đôi, nằm trên ngã ba đường Hoàng Sa và đường Lê Văn Lương, một trong những điểm nóng mà khỉ hay tràn xuống đường. Các tình nguyện viên điểm này cùng lực lượng ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng đang nghiêm túc canh gác tại các vị trí đã bố trí. Các tình nguyện viên cho biết bản thân từng chứng kiến nhiều lần người dân và du khách cho khỉ ăn và thấy được tác hại rõ rệt của việc làm này. Việc cho khỉ và động vật hoang dã ăn là nó có thể dễ bị động vật hoang dã tấn công, khỉ tấn công người và làm mất đi cái tập tính tự nhiên, cái kỹ năng tự nhiên của khỉ và động vật hoang dã. Thứ hai nữa là dễ bị truyền nhiễm các bệnh nguy hiểm và gây ô nhiễm môi trường. Và được sự kêu gọi của ban quản lý bán đảo Sơn Trà thì tôi cũng tham gia để mà góp phần bảo vệ thiên nhiên và môi trường. Theo đại diện ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng, ban quản lý đã tuyển được 8 tình nguyện viên ứng trực bố trí tại các điểm nóng như trước cổng chùa Linh Ứng, khu vực Miếu Đôi, quán ăn Hoàng Giả cách chùa 300m. Thời gian trực buổi sáng từ 9 đến 11 giờ, buổi chiều từ 15 đến 17 giờ. Nhiệm vụ là cùng với nhân viên của ban quản lý hướng dẫn khuyến cáo người dân, du khách không cho khỉ ăn. Và qua thực tế thời gian hơn một tuần triển khai vừa qua thì người dân và du khách đã giảm khi mà đến tại bán đảo Sơn Trà mà dừng lại tại các cái điểm nóng trên, và cái số lượng khỉ mà tràn xuống đường cũng đã giảm hẳn. Thì đó cũng là một cái tín hiệu tốt cho thấy là cái việc trực canh gác tại các cái điểm nóng đã có cái kết quả khả quan. Các tình nguyện viên cho biết khoảng từ 16 giờ trở đi là thời điểm mà khỉ tập trung đông, vì đa số là phụ huynh chở trẻ đi học về dừng xe tại các điểm này để chỉ cho con em xem khỉ, và có nhiều người cũng cho trẻ bánh kẹo để cho khỉ ăn. Chính vì vậy dẫn đến hệ lụy khỉ lang thang xin ăn, chờ trực đồ ăn mà người dân, du khách đem đến. Để bảo tồn quần thể khỉ tại bán đảo Sơn Trà không chỉ là trách nhiệm của chính quyền địa phương, mà việc người dân nâng cao nhận thức, chấm dứt hành động cho khỉ ăn mới thực sự là điều thiết yếu, chung tay để khỉ không phải xuống đường lang thang xin ăn, trở về với bản năng cuộc sống tự nhiên như vốn có.